Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng đại loại nha các bạn. Hôm nay mình nói về tiền thương của a gạt ngang ở trên. Ý nói đây là số có ba chữ số được chưa ạ? 1, 2, 3 và hàng đơn vị nè, từ tay phải sang tay trái thì hàng đơn vị là chữ a, hàng chục cũng là chữ A và hàng trăm cũng là chữ A. Thì khi người ta viết như thế này, viết A thì các bạn hiểu như sau, đó là A nè, A nhân 1, 2, 1 thêm 2 số 0, tiếp tục cộng A này, sau đó một số và nhân 1 thêm 1 số 0, cộng A này, sau đó không có gì hết, thì không cần nhân gì hết, được chưa? Thì các bạn thấy điều gì ạ? Thì A chính là A nhân 1 đó các bạn. Rồi, thằng này thì các bạn nhớ đến công thức đó là A nhân B cộng A nhân C. Thì hai thằng này chung gì ạ? Chung A các bạn, bạn A nhân mở ngoặc, còn lại gì ạ? B cộng C. Được chưa ạ? Thì thằng này sẽ tương tự là A nhân mở ngoặc 100 cộng 10 cộng 1 thì sẽ bằng A nhân đây 110 nè, cộng thêm 1 là 110, 11, được chưa? Rồi, vậy mình sẽ lấy A chia cho A sẽ bằng A nhân 111 chia cho A. Và các bạn nhớ giúp mình chia, các bạn cũng có thể để dưới dạng phân số, còn không thì bạn thấy nè, đây rút này còn lại 111, ok chưa? Được chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.